Chào mừng các bạn đến với chương trình Mắt OT của Duy Nguyễn. Hôm nay Duy Nguyễn đứng ở đây trung tâm THOL Gym quận 12 cùng với tập thể những đàn em trong khóa THOL Academy đang trong giai đoạn rèn luyện, tập luyện để chuẩn bị ra lò với những PT tinh anh chất lượng nhất. Tất cả những gì các bạn thấy trên clip chỉ là cái tôi cho các bạn thấy thôi. Còn những cái bí ẩn đằng sau hậu trường để mà kiếm tiền PT, cái đó không chia sẻ được cho các bạn. À, các bạn thấy tôi dạo này ốm rồi đúng không? Mấy người nó bào quá, nó liệt luôn rồi. Thôi khởi động. Hây. 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 Bảy. Tám. Ok. Mấy cái? 30 mấy cái? 7 cái à? Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok. Uống rượu cao gì? Không biết nữa, cho gì uống đó. Có thể MVP không biết nữa. Ok, có 40 kg anh múa. Mắt OT nó là như vậy, nên mình phải chuẩn bị tốt hết tất cả những gì cho mắt OT, ngay cả vấn đề dinh dưỡng, rồi vấn đề sức, rồi vấn đề tinh thần và vấn đề PT nữa. Tụi em học PT ra để tụi em dạy giáo án, chứ không phải là anh kêu tụi em chỉ cho nó mắt OT hay chỉ nó liêu đi dễ tự tập. Tự ông nội tôi chứ tự. Tự nổi đâu. Khởi động nha mấy em. Nên nhớ đây chỉ là khởi động. Dừng clip TikTok khởi động thôi hà. Kiểm tra form. Tất cả mọi thứ coi nó ok chưa. Xong rồi mới vô rep tập. Tức là anh nói anh đó. Nó kiểm tra. Rồi cất cho nó vào dĩ vãng. Bởi vậy tập mắt OT nó có nghịch lý là không cần phải đầu tư đắt tiền, nhưng mà đầu tư rẻ tiền tập cũng được. Anh nói về mặt thiết bị, tức là chỉ tập với những tạ freeway thôi, em hiểu không? Không cần tập máy select drive BBS nhiều thì đỡ đầu tư cái dạng máy đó, nhưng mà ngược lại là mấy cục này phải mua cho nó chuẩn, hàng nó phải ngon, không nó gãy cây, nó cong cây rồi có lượng chuẩn, bên nặng bên nhẹ rồi. Hồi nãy anh khởi động ở trong, bây giờ anh cầm ở ngoài, anh có lý do hết. Nhưng mà anh hỏi với em tại sao nãy anh khởi động cầm trong, bây giờ anh cầm ngoài, anh không trả lời. Ôi! Một! Rồi! Hai! Ba! Một! Rồi! Hãy cái lên! Một! Cái coi! Cầm coi! Bây giờ là cái điều cao, intra hoặc cao anh hay uống. Sắp tới BBT phát triển thêm nhánh intra hoặc cao có đường cho tập buổi sáng nữa. Wow! Nói chung thì cái này đã đánh giá là nó khá là đắt. Nó đắt hơn so với thằng kia nhiều. Nhưng mà một lần anh cũng chơi hai muỗng luôn mấy em. Tại vì anh muốn dành những cái gì mà nó tốt nhất cho cái buổi tập mắt OT của anh, đơn giản như thôi. Hồi nãy mấy em thấy anh tập 6 rep, nó đáng 6 rep, nó có thần. Rep cuối nó không tụt sức. Thật ra anh có cố gắng làm khó thêm đó, chứ sức của anh tập chắc được 70-80. Nếu mà tập theo tinh thần mà thả, mà kiểu như là feel á, còn mãi là mấy cái này anh kiểm soát hết. Thì tạ THOL mua tới mức này thôi. Còn muốn mạnh đi qua này chơi. Nhưng mà cái bài đứng ba beo á thì nó giúp cho chúng ta một cái chất mẹ. Nó giúp cho chúng ta một cái sự tập trung, một sự pump nó nhanh. Còn bài kia là hành hạ. Bài kia giả mạo lắm, bài kia sợ. Hai. Cổ tay không khỏe, tao không nổi luôn á.
Tại vì anh quay ở lỏng lắc tay nhiều á. Ủa tại nó khỏe. Tinh thần THOL là phải bất diệt bất tử. Tại cũng THOL luôn. 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, chia tay em, chia tay bà béo. Để nào bây giờ ta qua mối tình đâm bèo. 3, 2, 1 Có nó mới tập 6 cái rồi á. Bình thường tập 4 cái nghỉ mà. Mệt quá. Đứng sau lưng cổ vũ đi em, la la bên cho xung em ơi. Cổ vũ em ơi. Có mệt mấy cũng gác tạ đàng hoàng nha mấy phè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biết sao đuổi nó ra không em? Tại vì anh tập cái bài trong anh nhìn trong kiến anh như sư tử vậy đó. Thằng này đứng ở tre nhìn tụt cảm hứng. Hiểu không? Nên đi ra. Mà vậy thôi chứ không phải anh ghét nó, đuổi nó đi ra nha. Mỏi tay quá. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với bài tập bụng mắt OT. Hôm nay chúng ta tập trên máy cũ, nhưng mà mai mốt THOL Gym quận 7 khai trương thì các bạn sẽ được thấy Duy Nguyễn tập bụng trên cái máy Mỹ Đế 2N 50 triệu. Rồi, chuẩn bị chưa? Ngủ đã, nằm mát lưng ghê luôn. Má trên nha. Từ từ đi. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tao vui cũng có gì sao tao vui nữa. Tao nằm ở đây cái khăn lạnh nó mát lưng quá, trên kia quạt máy ở đây mới lạnh nó mát là thiên đường là đây chứ đâu đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên tạ. Ây da, má ơi nó cứng như cái video đạo mày ơi. Lên 5kg.
25. Bình thường anh tập, bình thường anh tập có 10 kg à? Bữa nay có cái ống quay chơi cho sắp. Đừng hỏi phụ huynh tên gì. Cái hồi nãy là xét trước là em không có đỡ anh á, là bữa nay anh không có chấm công cho em nha. Có chuyện gì em nói dọn lấy em đi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tập luyện OT. Hôm nay là ngày tập tay về bụng của Duy Nguyễn. Xin được khép lại đây và Duy Nguyễn sẽ làm một cái video tiếp tục test năng lực của PT sau 2 tuần tập luyện mắc OT. Mời các bạn đón xem. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.